Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại với kênh Minh Hiệp Vlog nha. Minh Hiệp đây. Hôm nay á thì mình sẽ lại xin phép được gửi tới các bạn một cái vlog khác về vấn đề lái xe con tay ha. Thì hôm nay như mình đã từng nói được trước á, nhưng mà tới giờ thì mình mới có thời gian quay. Thì mình sẽ lại tiếp tục tổng hợp những cái câu hỏi của các bạn đã hỏi mình trong thời gian vừa qua và mình sẽ giải đáp cho các bạn ha. Nhưng mà trước hết thì các bạn chờ mình một tí ha. Thì hiện tại mình đang chạy ra ngoài hít á, để mình thay cái bình nhớt với sẵn cho người ta gọi là kiểm tra tổng quát sơ sơ cái xe mình coi nó có vấn đề gì không. Mặc dù thì mình cũng thay thường xuyên coi, nhưng mà tốt nhất thì để cho thợ, cho hãng người ta xem nó vẫn an tâm hơn, đúng không? Nên là giờ mọi người đợi mình xíu ha. Sau khi mình kiểm tra xong cái xe á, mình sẽ chạy ra một cái chỗ mới mà mình mới phát hiện được gần đây. Thì ở đó có thể quay vlog, chắc mình nghĩ chắc cũng khá là ok, ở khu vực 12 ha. Mọi người đợi mình chút xíu nha. Tình hình là mình đã thi thay nhớt xong rồi nha mọi người, đã kiểm tra hết tất cả bố thắng rồi, cái kiểu vẫn còn ngon lành, không vấn đề hết. Đó, chạy các bạn chăm kỹ thì cái xe mỗi lần ra các bạn nói thường thì cũng tốn tiền thay nhớt thôi chứ không có tốn cái gì hết. Rồi bây giờ mình đang đi tới một cái chỗ mà bữa mình đi dạo vòng vòng quận 12 nè, mình thấy mọi người thì mình thấy là giống như là trong đó là một cái khu kiểu người ta quy hoạch mà người ta chưa có xây nhà dân hay gì hết á, nên mình thấy là trong đó có thể quay những cái vlog cũng khá là ok đó, hướng dẫn lấy xe đồ á, nên là bây giờ mọi người cùng mình đi tới đó ha. Đây nha mọi người. Khu này nó kêu là khu biệt thự cái gì đó, mình cũng quên tên là gì, Pire XL đó, là chắc là Pire 9 hay gì đó đó. Bạn lại thấy là cũng rất là nhiều anh em vô đây test xe. Xe đẹp phết đó. Thì đó, mình thấy là trong đây khá là trống, khá là thoải mái. Mình nghĩ là mình có thể vô, các bạn có thể cũng vô đây là tập lấy xe cũng khá là ổn, mình thấy nó cũng khá là ok. Ok, bây giờ mình đã dừng lại. Mình sẽ để điện thoại đây để mình coi list câu hỏi mọi người, chứ mình cũng không nhớ hết. Mình hay tổng hợp lại trong một cái file Google Sheet á, rồi sau đó mình sẽ cứ làm những cái vlog mỗi lần trả lời bao nhiêu câu gì đó. Ok, thì cái câu hỏi ngày đầu tiên ngày hôm nay á, đó là các bạn hay hỏi mình là tại sao những cái số đầu á, khi mà chúng ta vào số thì nó sẽ kêu rất là to. Các bạn hãy cứ nói là tại sao cứ em cứ số 1, số 2 em đạp nó kêu cái cách những cái rất là bự. Thì cái đó cũng khá là đơn giản thôi. Cái hộp số á, thì cái thiết kế của người ta là những cái số đầu á, nó sẽ có cái tọt mạnh và nó sẽ giảm dần cho tới những cái số lớn. Thì những cái số lớn á, cái tọt của nó, tức là cái mô men xoắn của nó sẽ ít đi, nhưng mà nó lại có cái tốc độ quay cao hơn. Thì người ta thiết kế như vậy để sao, để những cái số nhỏ, cái xe của bạn nó có cái tọt, tức là nó có mô men xoắn, nó sẽ có cái lực nó đẩy cái xe chúng ta đi mới được, đúng không? Chứ nếu mà những cái số đầu mà các bạn để cái mô men xoắn nó quá nhỏ thì nó sẽ không thể nào kéo xe đem được. Ta tắt máy, đó lý do tại sao các bạn khởi động là phải từ số 1 hoặc là số 2 đó, chứ không thể nào chúng ta khởi động từ số 4, số 5 được. Mặc dù cẩn khởi động được nhưng mà xe nó sẽ phải gầm lên rất là cao và nó không có tốt cho xe, đúng không? Đó, thì chính vì cái số đầu, những cái số đầu nó có cái tọt, tức là cái mô men xoắn nó mạnh á, tức là cái lực kéo nó rất là lớn. Thì khi mà chúng ta vừa mới vào số thì các bạn nếu mà chưa có hình dung được hộp số nó hoạt động như thế nào á, thì các bạn có thể coi một cái vlog của mình đã quay, mình nói sơ sơ về cái việc mà nó kẹt số, thì mình cũng có giải thích là cái hộp số nó hoạt động như thế nào. Thì các bạn cứ hình dung là khi mà chúng ta vào số thì những cái bánh răng của cái xe của trong hộp số nó sẽ kết hợp với nhau để nó vào cái số, đúng không? Thì ở những số nào các bạn biết là cái tọt nó mạnh, thì khi mà nó đẩy vô cái ngàm, nó bắt vô thì nó sẽ gõ một cái cốp một cái, đúng không? Tại vì cái lực nó đẩy mạnh mà. Các bạn tưởng tượng các bạn đẩy gì đó rất mạnh, đúng không? Các bạn đẩy vô cái khớp cái là nó cắt cái. Đó, cho nên là những số đầu thường nó sẽ kêu rất to, và xe phân khối càng lớn á, thì nó kêu càng to nha các bạn. Như chiếc mình 150 nó kêu cái cạch cái thôi, nhưng mà khi mà mình đi chiếc của anh Tính á, chiếc 1.2 RS á, thì mình tưởng tượng đạp xuống nghe kêu một cạch bự lắm kìa. Đó, tuy nhiên có một số trường hợp là ví dụ như xe mình biết mình hình dung được cái tiếng nó như vậy là ổn, nhưng mà nhiều khi nó vì một số lý do đó nó khiến to quá thì chúng ta cũng phải đi kiểm tra lại ha. Thì cái chuyện này là mình sẽ nói các bạn là nếu các bạn cảm thấy nó to mà quá khó chịu, nó khô khốc mà nó khiến cho cái xe nó kêu rất là kỳ á, thì bạn nên đem ra ngoài kiểm tra ha. Rồi, đó là câu hỏi thứ nhất ha. Bây giờ là câu hỏi thứ hai ha. Câu thứ hai đó là các bạn thường hay hỏi mình là khi mà các bạn muốn dừng xe lại á, thì các bạn nên bóp côn cho âm côn hay là các bạn về mo rồi thả côn ra. Thì cái này nó cũng dễ thôi, tùy theo các bạn. Tức là nếu như các bạn đang đi với tốc độ thấp, các bạn muốn dừng lại một chút thôi, dừng lại một xíu rồi các bạn đi liền, thì chúng ta cứ để cái số nhỏ đó, chúng ta bóp côn rồi chúng ta làm cái gì đó. Ví dụ như là bạn dừng lại, bạn lấy cái gì đó một tay, giống như là vô bẫy xe đó, lấy thẻ xe đó, thì lấy một cái rồi xong ta đi tiếp, chúng ta thả con ta đi tiếp. Còn nếu như các bạn dừng với thời gian lâu hơn, ví dụ như các bạn dừng lại cũng mình lại lấy cái trường hợp mà vé số đi, lấy số xe đây ha, thì các bạn dừng lại các bạn lấy số xe thì các bạn phải móc túi trả, thì tất nhiên chúng ta phải về mo để thả con đó, hoặc là bạn dừng lâu hơn thì chúng ta sẽ về mo tắt máy luôn để cho nó không còn số. Còn nếu như các bạn đang đi trên đường đồ dốc thì tất nhiên chúng ta sẽ phải bóp côn lại, tắt máy rồi nhả côn ra để cho cái máy nó sẽ hãm giúp cho cái xe chúng ta không bị tuột đó ha.
Rồi, một câu hỏi tiếp theo đó là các bạn hỏi mình là lên xuống số á, mà thả côn quá chậm thì nó có bị cháy côn không? Thì các bạn cứ hình dung là khi mà chúng ta lên số xuống số có phải là chúng ta ngắt côn đó, rồi lên số xong nó thả côn đúng không? Thì chúng ta chỉ cần thả côn để cho nó bắt vừa phải, để cho nó vừa đủ cái độ mà để cho nó khiến cho cái xe chúng ta nó chuyển số một cách nhẹ nhàng đúng không? Ta thả ra để cho tua máy với lại tua bánh nó bắt với nhau chúng ta đi. Thì các bạn cứ hình dung là nếu như các bạn thả quá lâu đi, thứ nhất nó không có tác dụng gì hết á, đúng không? Xe nó êm nó cũng chả êm, mà ngược lại nó sẽ quay lâu, thì trong trường hợp đó nó sẽ hại côn ha. Các bạn để cho cái vấn đề mà côn nó mài quá lâu thì chắc chắn là ra côn rồi đó. Tuy nhiên nó không hại bằng cái việc mà chúng ta cứ để côn nó mài mà chúng ta chạy hoài, đúng không? Nó không hại bằng, tuy nhiên thì nó cũng sẽ vẫn hại hơn là nếu chúng ta cảm thấy lực máy với tua máy với lại tua bánh nó ổn rồi, nó bắt đầu thì chúng ta thả hết chúng ta đi đó, không cần phải quá lâu ha. Thêm một câu nữa đó là các bạn hỏi là khi sang số thì có cần nhả ga không, thì câu này nó khá là bình thường đó, thì nhiều bạn cũng chưa hình dung được. Thì cũng như mình nói là các bạn có thể coi thêm về cái bài mình nói về hộp số ha. Tuy nhiên ở đây các bạn hình dung là khi mà xe chúng ta đang chạy, tức là khi các bạn đang ga nè, đang ga không, thì các cái chi tiết trong hộp số nó sẽ siết nhau rất là chắc, đúng không? Nó đang kéo quá sâu đi mà. Thì trong trường hợp đó nếu các bạn cố gắng đổi số mà không xuống ga thì hầu như nó cứng nhắc nè, không đổ được, nó đang dính vô nhau mà, nó đang dính vô nhau làm sao được. Thì đó, cái việc mà chúng ta thả ga ra là để cho giống như là cái lực kéo nè, đúng không? Nó đang đẩy tới vậy làm sao bạn rút ra, thì khi mà bạn vừa thả côn ra thì có phải là các bạn vừa thả cái ga ra thì cái lực kéo nó sẽ bớt đi, thì cái bánh răng này nè nó có thể di chuyển với nhau thì chúng ta có thể sang số. Đó, bạn hình dung được không? Thật ra trên thực tế thì các bạn cũng có thể giữ nguyên ga mà sang số luôn, đó là cái kỹ thuật gọi là vú côn đó. Nhưng mà cái kỹ thuật đó nó rất là hại côn, chúng ta không nên sử dụng ha mọi người. Còn cái chuyện mà các bạn có quýt ship, thì các bạn không cần xuống ga, các bạn vẫn có thể sang số được. Đó là vấn đề là có quýt ship thì quýt ship nó cũng hoạt động bằng cách là nó nhả ga ra một chút mà. Rồi thêm một câu nữa cũng về ga nữa nè, sang số nè, khi sang số chăm thêm ga thì có hại nồi không? Cái câu này á, thực ra khi bạn chăm thêm ga là cái việc tốt cho nồi luôn nha, tốt cho bộ nồi, tốt cho bộ côn của bạn luôn. Tại vì sao như vậy? Khi mà chúng ta sang số á, tức là ví dụ như mình đang nói là lên số đi đúng không? Có phải là khi bạn ngắt côn á, thì chúng ta đang thả ga mà, chúng ta ngắt côn nữa thì cái dòng tua nó sẽ bị tuột xuống đúng không? Thì khi mà ta qua số mới, nếu như vòng tua nó chưa phù hợp lắm á, thì các bạn sẽ có thể bị hụt. Dẫn tới là sao? Cái bộ côn á nó phải đồng tốc nhiều hơn, nó sẽ dễ. Thứ nhất á là các bạn chạy là thứ nhất là nó sẽ bị hụt máy nè. Thứ hai á là chúng ta sẽ bị mòn côn nhiều hơn. Đó, tức là khi mà chúng ta thêm cái ga vô là để làm gì? Để đẩy cái tua máy lên để nó phù hợp với cái tua bánh khi ở cái số mới, khiến cho bộ côn nó đồng tốc ít hơn, nó đỡ mòn và chúng ta chạy không bị hụt. Tức là cái thời gian sang số dùng như thường bình thường á, các bạn sang số phải là động tác là nhả ga, bóp côn, sang số đúng không? Thì nếu mà bây giờ bạn thả côn ra, có phải là máy á, cái bánh sau á, nó đang quay với tốc cao mà tua của máy nó đã bị tuột xuống rồi, thì khi mà các bạn thả côn ra thì có phải là cái bánh nó sẽ từ từ nó đẩy cái tua máy lên cao, như vậy nó cũng gây mòn đúng không? Còn nếu như cái tua máy nó đã có sẵn ở cái mức phù hợp cho cái số tiếp theo á, thì có phải là nó sẽ đỡ mòn cái bộ côn chúng ta hơn không? Đó. Đây, bây giờ á, mình sẽ ví dụ cho các bạn coi về cái chuyện mà chúng ta sang số mà chúng ta không chăm ga nó sẽ khác biệt như thế nào so với việc chúng ta sang số mà chăm ga ha. Bây giờ mình sẽ về số trước đi. Rồi, ví dụ mình đang ở số 2 á, mình lên số 3, các bạn để ý này, nếu mình lên được cái truyền thống mình sẽ để ý là cái tua nó khi mà chúng ta thả côn á, nó sẽ tụt rất là nhiều nha. Nè. Đó, bạn thấy nếu mình thả côn mà không chăm thì ga đó, nó được có 2-3 ngàn và xe nó bị tụt lại liền đúng không? Rồi, bây giờ ha, ngược lại ha, bây giờ mình sẽ làm là sang số nhưng mà có chăm ga vô, các bạn sẽ thấy xe nó sang nó nhẹ nhàng hơn nè. Các bạn nhìn nha, nè sang số nè, chăm ga nè, là thấy không, cái tua nó tụt có một xí à, tức là nó chỉ ở tầm vòng vòng đó, thì các bạn thấy là cái xe nó không bị tụt xuống. Giờ ví dụ như mình lên số 4 ngược lại nè, ví dụ giờ tua đang là 5 ngàn đúng không, bây giờ mình sẽ lên số 4 và mình không không chăm ga nha. Nè, lên số 4 không chăm ga nè, bạn thấy không, đó nó tụt xuống còn 3 ngàn mấy không chăm ga. Còn bây giờ nè, mình tiếp tục, giờ mình về lại số 3 ha, mình đi số 4 lúc nãy cũng khoảng 5 ngàn, mình sẽ chạy cũng tầm 5 ngàn tiếp, nhưng bây giờ là mình có chăm ga nè, các bạn nhìn nè,
Đó không, thấy không, nó tụt rất là chậm, thấy không, nó xuống chỉ tầm khoảng 4.000, nãy nó tụt xuống 3.000 luôn. Mà các bạn thấy bây giờ xe nó chạy mượt hơn. Ngược lại đó, tiếp tục số 5 cũng vậy luôn. Đó, nó sẽ, nó khi mà các bạn châm một tí ga vô á thì cái quá trình chúng ta thả côn ra nó sẽ có thể rút ngắn hơn, và chúng ta sẽ, cái xe nó đi cũng rất là nhẹ nhàng hơn. Đó, bạn hình dung được ha. Đó, đã hiểu được tại sao chúng ta phải châm một tí ga khi mà chúng ta lên và xuống số. Đó, tức là giống như là khi mà chúng ta vừa ngắt xong á, chúng ta vừa chuyển số xong, thì khi chúng ta bắt đầu thải côn là chúng ta châm ga rồi, không cần phải châm nước nhiều ha, cứ châm vừa đủ để cho cái xe nó không có cảm giác là nó bị giật, nó bị khựng lại thôi. Đó, thì cái này các bạn đi dần các bạn sẽ biết là phải tăng giảm ga bao nhiêu ha. Rồi, ok. Rồi, một cái câu hỏi cuối cùng đó, mà các bạn sẽ thường hay hỏi nhiều nhất vào cái mùa mưa này, đó là cái việc mà chúng ta rửa xe quá thường xuyên thì cái xe nó có bị hại hay không? Đó, có nó có bị hư hại gì hay không? Thì các bạn biết là cái việc rửa xe là cái việc rất là tốt cho chiếc xe chúng ta, đúng không? Đó, khi mà bạn giữ cái chiếc xe chúng ta sạch, thứ nhất nhìn nó đẹp, đó, nó sạch sẽ, chúng ta chạy chúng ta thấy thoải mái. Thứ hai là cái xe dơ nó sẽ động đất, động cát rất là nhiều trên máy, nó cũng khiến xe, thứ nhất là cái xe chúng ta nó sẽ bị nặng hơn. Chắc chắn rồi, nó thêm cũng nhiều lắm, cũng nặng, nếu bạn để lâu ngày nó bám bụi đất nhiều quá, nó nặng, nó khiến cho chúng ta, thứ nhất xe chúng ta vận hành nó khó khăn hơn, thứ hai nó tốn xăng hơn, và thứ ba khi mà nó bị đóng vậy nó sẽ dễ bị hư hoen gỉ xe, đó nó dễ bị cát đất nó chui vô những cái chi tiết máy, đúng không, nó khay mòn nhanh hơn. Đó, tuy nhiên nếu như các bạn rửa xe quá thường xuyên, ví dụ như ngày nào các bạn đi về các bạn cũng lôi ra, các bạn xịt, các bạn chùi, các bạn cà hết thì nó cũng không tốt. Xe thứ nhất nó màu mòn, nó màu đi cái lớp nhựa xe chúng ta nè. Thứ hai á là các bạn rửa quá thường xuyên vậy thì xe nó sẽ luôn luôn ở trong cái trạng thái nó bị ẩm thấp, đúng không, mà ẩm thấp thì dễ dẫn tới là gì, các chi tiết chúng ta nó dễ bị hoen gỉ. Đó, cho nên là theo mình á, dụ như vào mùa mưa này các bạn đi về, đúng không, hàng ngày về nó bị ướt á, thì chúng ta chỉ cần xịt sơ ở dưới dàn chân á, xịt sơ ở dưới dàn chân rồi nó sạch đất là được, rồi chúng ta chùi sơ cái xe chúng ta thôi, chúng ta không cần phải cứ ngày nào cũng phải chùi thật là kỹ, đúng không, nó không có tốt đâu ha. Cho dù những cái chất tẩy rửa nó được quảng cáo là cũng tốt cho xe, nó không có hại xe, tuy nhiên thì thực ra thì chùi mãi thì nó cũng sẽ có cái độ mòn nhất định, đúng không, nó ảnh hưởng thế này thế kia ha. Cho nên là tốt nhất là các bạn nên cẩn thận đó. Rửa xe thì đối với mình á, như mình là mình lười nè, thì cũng có khi 2-3 tuần mà mình mới rửa một lần đó. Còn các bạn rửa mà quá thường xuyên thì mình nghĩ là khoảng tuần lần thì mình nghĩ là vừa rồi, đừng có cố gắng xịt quá nhiều, đừng có rửa quá nhiều, nó không có tốt cho xe chúng ta lắm đâu ha. Đây, thì đó là một số câu hỏi mà thời gian vừa qua các bạn hỏi mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục và xem kênh và đóng góp thêm những câu hỏi khác ha. Mình sẽ dành thời gian làm những clip mới và chia sẻ với các bạn sau ha. Rồi, hy vọng là các bạn đã cảm thấy cái vlog này bổ ích. Nếu mà cảm thấy vui á, nhớ bấm like nè, share cũng như là subscribe cho kênh Vĩnh Hiệp ha. Và đừng quên là nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái vlog mới nhất mà mình up lên kênh nha. Mình Hiệp xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái vlog sau. Bye bye.